cho tất cả các con. Các con có biết đây là hoa gì không? Đây chính là hoa phượng. Hoa phượng còn có tên gọi khác là hoa học trò. Vậy hoa phượng có vẻ đẹp gì đặc biệt? Cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài tập đọc ngày hôm nay. Cô mời các con dở sách giáo khoa trang 43 để chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài. Trước tiên cô sẽ đọc mẫu. Trong khi cô đọc mẫu, các con chú ý theo dõi và đọc thầm theo cô. Cho cô biết bài tập đọc này sẽ được chia làm mấy đoạn. Gạch chân với những từ khó đọc. Tập đọc: hoa học trò. Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành. Phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của xã hội thắm tươi. Người ta quên đóa hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xòe ra như muôn ngàn con bướm thắm, đậu khít nhau. Nhưng hoa càng đỏ, lá lại càng xanh, vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò. Mùa xuân, phượng ra lá, lá xanh mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại, còn e ấp, dần dần xòe ra cho gió đưa đẩy. Lòng cậu học trò phơi phới làm sao? Cậu chăm lo học hành, rồi lâu cũng vô tâm quên mất màu lá phượng. Một hôm, bỗng đâu trên những cành cây báo một tin thắm. Mùa hoa phượng bắt đầu, đến giờ chơi, cậu học trò ngạc nhiên trông lên. Hoa nở lúc nào mà bất ngờ vậy? Bình minh của hoa phượng là màu đỏ còn non, nếu có mưa lại càng tươi dịu. Ngày xuân dần hết, số hoa tăng lên, màu cũng đậm dần, rồi hòa nhịp với mặt trời chói lọi. Màu phượng mạnh mẽ kêu vang, hè đến rồi. Khắp thành phố bỗng rực lên, như đến Tết, nhà nhà đều dán câu đối đỏ theo xuân diệu. Bài này cô sẽ chia làm 3 đoạn. Đoạn đầu tiên, phượng không phải là một đóa cho đến khít nhau. Đoạn thứ hai, nhưng hoa càng đỏ cho đến bất ngờ vậy. Đoạn thứ ba là đoạn còn lại. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau chuyển sang phần luyện đọc. Một loạt, một loạt. Nỗi niềm, nỗi niềm. Lá me non, lá me non. Mát rượi, mát rượi. Chói lọi, chói lọi. Một loạt nỗi niềm, lá me non, mát rượi, chói lọi. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng nhau chuyển sang phần giải nghĩa từ trong bài. Phần tử nghĩa là một bộ phận, một phần trong cái chung. Cô ví dụ, mỗi một người dân là một phần tử của đất nước. Tiếp theo, vô tâm có nghĩa là không để ý đến những điều lẽ ra cần để ý. Ví dụ, có lần tôi đã vô tâm không nghĩ đến cảm nhận của bạn. Tin thắm nghĩa là tin vui. Cô ví dụ, hôm nay gia đình em nhận được một tin thắm, chị em đã đậu đại học. Lá me non nghĩa là lá me còn non. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau chuyển sang luyện đọc câu dài. Các con chú ý lắng nghe cô đọc trước một lần nhé. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của xã hội thắm tươi. Người ta quên đóa hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xòe ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau. Cô đọc lại. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của xã hội thắm tươi. Người ta quên đóa hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xòe ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau. Các con chú ý ngắt nghỉ hơi ở những dấu vạch xiên cô đã đánh dấu trong đoạn văn. Vừa rồi cô vừa hướng dẫn các con cách luyện đọc từ khó và luyện cách ngắt nghỉ hơi ở những câu dài. Trước khi chuyển sang phần tìm hiểu bài, các con nhớ đọc lại bài 3 lần, sau đó sẽ tìm hiểu bài thông qua bộ câu hỏi. Cô chào tạm biệt tất cả các con.